là một quá trình đầy khó khăn. Mỗi đơn hàng mang một đặc trưng, mỗi mã hàng có những yêu cầu khác nhau. Số lượng nhân lực lớn, trình độ và kỹ năng từng người lại khác biệt và vô vàn những biến số khác. Giao kế hoạch sản xuất luôn là khâu đau đầu ở mọi nhà máy, tổ sản xuất. Bị nghi ngờ về tính hợp lý, minh bạch, ảnh hưởng tới năng suất gia truyền, gây ức chế cho tổ sản xuất, công nhân. Tốn thời gian, công sức, không có công thức chung. Những khó khăn mà thiết kế truyền đối mặt là thực tế mà CHE đã giải quyết để trở thành hệ thống quản trị mang tính cách mạng, khơi nguồn những thành công. Tự động hóa khâu giao việc được nhóm phát triển CHE dành nhiều công sức, tâm huyết. Trên nền tảng dữ liệu của hệ thống, các kỹ sư của CHE tập trung lập trình, đưa các yêu cầu vận hành hệ thống. Giao việc tự động được thực hiện với cơ sở dữ liệu phong phú về từng con người, chuyên môn tay nghề, trình độ theo mức độ đánh giá A, B, C, D, thâm niên công tác, sở trường, lịch sử làm việc. Theo yêu cầu cụ thể từng đơn hàng, AI tính toán nhân lực phù hợp về số lượng, trình độ tay nghề, mức độ phức tạp từng công đoạn sản xuất để phân bổ nhân lực thực hiện tối ưu, hợp lý giữa nhân lực và khối lượng công việc thực hiện. Dữ liệu sản xuất ngày càng lớn thì giao việc tự động càng minh bạch, loại bỏ hoàn toàn các yếu tố chủ quan của con người. Trong quá trình chuyển đổi số sản xuất, giao việc tự động bằng công cụ AI là một điểm nhấn, một tính năng mới giúp hệ thống CHE ngày càng hoàn thiện hơn và đang tạo ra cuộc cách mạng về phân công lao động ở các chuyển may. Qua thực tiễn triển khai, tự động hóa khâu giao việc đã mang lại kết quả nổi bật, giảm 50% thời gian xử lý giao việc. Trước đây, một mã hàng vào truyền thì thiết kế truyền và tổ trưởng mất từ 3 đến 4 ngày. Với giao việc tự động AI, thời gian chỉ còn từ 1 đến 2 ngày. Năng suất lao động tăng thêm trên 20%. Tối ưu sắp xếp máy móc thiết bị, phân bổ định mức lao động trên truyền chuẩn xác, giảm thiểu tối đa ý chí chủ quan của người điều hành và nhiều lợi ích khác. Với giao việc tự động sử dụng AI, hệ thống CHE ngày càng hoàn thiện các giải pháp quản trị, nâng cao năng suất, năng lực tự động hóa, tăng cường kiểm soát chất lượng, hiệu quả toàn bộ nhà máy. CHE, chuyển đổi số toàn diện hoạt động sản xuất.